Huỳnh Tông Trạch là một trong những sao nam 8X đình đám của màn ảnh Hồng Kông, đồng thời được biết đến là tài tử đa tình bậc nhất làng giải trí xứ Cảng Thơm. Trong suốt những năm qua, dù không còn hoạt động nhiều ở thị trường Hồng Kông, nhưng tên tuổi của Huỳnh Tông Trạch giờ đây vẫn được mọi người chú ý mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, có đôi khi anh cũng khiến người hâm mộ và cánh săn ảnh phát hoảng khi xuất hiện cùng những bộ cánh lững lờ giới tính. Trai đẹp của nhà đài TVB Hồng Kông. Huỳnh Tông Trạch sinh năm 1980 tại Hồng Kông. Khi 18 tuổi, anh tình cờ được một nhà tìm kiếm tài năng phát hiện trên đường phố và bắt đầu bước chân vào giới giải trí với một quảng cáo cho nhãn hàng trà chanh. Gia nhập làng giải trí khi mới 18 tuổi, đến nay Huỳnh Tông Trạch đã có 22 năm hoạt động. 19 tuổi, Huỳnh Tông Trạch đầu quân cho TVB với vai trò MC và nhanh chóng trở thành diễn viên triển vọng sau khi tham gia một số vai diễn. Nhưng mãi đến Mẹ Chồng Khó Tính năm 2005, Huỳnh Tông Trạch mới được khán giả yêu mến và công nhận diễn xuất khi vào vai Lăng Mộ Xuân. Với những người hâm mộ Việt Nam, có lẽ vai diễn Thẩm Văn Đào của Huỳnh Tông Trạch trong vở Cứ Thích Em đóng cùng Trần Kiều Ân và Giả Nải Lượng là có sức hút nhất. Nam tính, điềm đạm, thông minh mưu lược, tài trí hơn người và vô cùng chính trực của Văn Đào đã khiến sức hút của anh không hề kém nhân vật hàng hậu của Giả Nải Lượng một chút nào. Trái lại, một bộ phận khán giả còn mong một cái kết đẹp hơn cho nhân vật anh đóng. Tài tử đa tình khét tiếng. Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi bắt đầu nên duyên khi cùng nhau đóng Mẹ Chồng Khó Tính vào năm 2005. Trong suốt thời gian dài bên nhau, cả hai khéo léo giấu giếm, chỉ gọi nhau với cái tên bạn thân. Sau 4 năm yêu đương bí mật, năm 2009, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi chính thức công khai yêu nhau. Truyền thông Hồng Kông không ngần ngại gọi họ là cặp đôi hot nhất xứ Cảng Thơm. Nhất cử nhất động của cặp đôi đều trở thành chủ đề yêu thích của người hâm mộ. Hồ Hạnh Nhi rất được lòng bố mẹ Huỳnh Tông Trạch, ai cũng vui mừng vì anh chọn được một người phụ nữ tốt. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, gia đình nhà Huỳnh Tông Trạch tuyên bố nhà họ Huỳnh chỉ nhận cô con dâu Hồ Hạnh Nhi. Tuy nhiên, vào năm 2012, Huỳnh Tông Trạch và Hồ Hạnh Nhi đã chính thức đường ai nấy đi. Hồ Hạnh Nhi rơi nước mắt khi chia sẻ về chuyện này. Hy vọng mọi người nhìn nhận đây là một quyết định nghiêm túc. Tôi xin lỗi, tôi không muốn nói bất cứ điều gì xấu về anh ấy. Mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi. Trong suốt 7 năm yêu nhau, không ít lần, nam diễn viên dính tin đồn yêu đương với bạn diễn và những người đẹp khác giới làng giải trí. Báo giới Hồng Kông cho hay, Hạnh Nhi đã 6 lần bắt quả tang Huỳnh Tông Trạch ăn vụng. Giờ đây, khi nữ diễn viên họ Hồ đã có riêng cho mình một tổ ấm trọn vẹn, thì Huỳnh Tông Trạch vẫn đang một mình lang thang đào hoa trong tình trường và nghiệp diễn của mình. Có lẽ đâu đó, trong lòng khán giả vẫn tiếc cho anh vì đã bỏ lỡ một người nặng tình yêu anh như cô. Chia tay Hồ Hạnh Nhi không lâu, nam diễn viên sóng gió gia tộc vướng nghi vấn hẹn hò Diêu Tử Linh. Cả hai bị cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc đi ăn tối thân mật cùng nhau. Đáng nói, sao nữ họ Diệu lại chính là bạn thân của Hạnh Nhi. Cặp đôi nghệ sĩ sau đó lên tiếng phủ nhận và cho hay chỉ là anh em tốt của nhau. Tháng 2 năm 2014, Huỳnh Tông Trạch úp mở thừa nhận hẹn hò với nữ siêu mẫu hơn 8 tuổi Dương Tranh. Mối tình chị em của cả hai lập tức gây xôn xao dư luận. Cánh paparazzi còn chụp được ảnh hai người tình tứ trong một nhà hàng. Tuy nhiên, họ chỉ hẹn hò được 21 ngày rồi sớm chia tay. Một năm sau, anh bí mật hẹn hò cùng Jun, người mẫu Nhật Bản. Jun và nam diễn viên vẫn cứ thích em bén duyên sau khi hợp tác chung trong một quảng cáo. Chuyện tình của Huỳnh Tông Trạch bị người hâm mộ phản đối dữ dội sau khi họ phát hiện mẫu nữ xứ Phù Tang là mẹ của hai cô con gái. 3 tháng sau ngày công khai yêu đương, cả hai đường ai nấy đi. Tuy nhiên, tài tử họ Huỳnh không phải chịu cảnh cô đơn quá lâu. Vừa dứt tình với Jun, tháng 2 năm 2016, anh lập tức vướng nghi vấn hẹn hò với nữ diễn viên 17 tuổi, Dương Gia Hân. Theo On, Gia Hân là người chủ động theo đuổi Huỳnh Tông Trạch trên phim trường. Cô và anh còn bị bắt gặp hôn nhau sau khi phim đóng máy. Tháng 7 năm 2018, Huỳnh Tông Trạch được cho là đang hẹn hò với nữ diễn viên kém 12 tuổi tên Trần Gia Hoàng. Hai người được cho biết đã bí mật qua lại và chung sống với nhau suốt 6 tháng. Thế nhưng, không lâu sau, truyền thông Trung Quốc đã lật mặt nam diễn viên một chân đạp hai thuyền, hẹn hò cùng lúc với Gia Hoàng và người đẹp Trương Sa Sa. Sa Sa và Tông Trạch bắt đầu yêu đương từ năm 2015 sau khi tham gia bộ phim Chân Mệnh Thiên Nữ Của Tôi. Vì không muốn dư luận bàn tán, cả hai giữ kín chuyện tình cảm. Lợi dụng sơ hở này của bạn gái, Huỳnh tiếp tục ra ngoài tìm kiếm những người tình mới. Sở thích khỏa thân khi ở nhà đến soái ca lòe loẹt, thích tô son, mặc váy. Khi còn mặn nồng yêu đương với Hồ Hạnh Nhi, không ít lần Huỳnh Tông Trạch khiến cánh săn ảnh bỏng mắt vì những hình ảnh nude toàn thân của anh khi ở căn hộ của mình chờ người yêu hay đọc kịch bản mà quên kéo rèm cửa sổ. Ít nhất 2 lần những hình ảnh trần truồng của anh xuất hiện trên mặt báo. Huỳnh Tông Trạch từng thành thật chia sẻ, tôi thích mặc đồ lót thoải mái đi lại xung quanh nhà. Chuyện đôi lứa yêu nhau, ôm hôn hay quan hệ là chuyện bình thường. Có chăng tôi nên cẩn trọng kéo rèm cửa lại mà thôi. Dù rất không vừa lòng trước hành động của cánh săn ảnh vì đã không tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ, nhưng anh cũng thẳng thắn trả lời sẽ không từ bỏ thói quen nude của mình và không cần thiết phải chuyển nhà.
Không chỉ vậy, Huỳnh Tông Trạch cũng thường xuyên khiến fan hâm mộ phải câm lặng vì những bộ trang phục lòe loẹt, thích mặc váy, tô son khi tham dự sự kiện. Sở thích lạ lùng của Huỳnh Tông Trạch khiến fan hâm mộ đôi khi vẫn hoài nghi về giới tính của anh. Chưa muốn kết hôn, sinh con ở tuổi 40. Mặc dù có sự nghiệp ổn định, bản thân đã bước sang tuổi tứ tuần, song Huỳnh Tông Trạch cho biết anh không vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Cựu ngôi sao TVB cũng thừa nhận mình chưa sẵn sàng làm cha. Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, sao nam sinh năm 1980 đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện kết hôn, có con. Huỳnh Tông Trạch cho biết, dù bản thân chẳng còn trẻ trung gì, song anh vẫn không muốn vội vàng kết hôn vì tin vào duyên phận. Gia đình có lẽ hiểu tôi nên chưa bao giờ hối thúc chuyện cưới xin. Tôi lớn lên trong gia đình đơn thân nên chưa từng cảm nhận được thế nào là một tổ ấm trọn vẹn. Tôi từ nhỏ đã được bà nuôi nấng, mẹ thường xuyên phải đi làm nên đã sớm học được cách tự lập, nam diễn viên Hồng Kông chia sẻ. Nhắc đến chuyện con cái, Huỳnh Tông Trạch thẳng thắn chia sẻ rằng anh cảm thấy bản thân không thể gác lại sự nghiệp để chăm sóc bọn trẻ. Tài tử phim Phi Hổ thừa nhận, tôi vui hơn khi chơi với con người khác. Dù được biết đến là một quý ông tiệc tùng và khét tiếng đào hoa, nam diễn viên tiết lộ rằng anh lại cảm thấy mình là người nhàm chán ngoài đời thực. Mọi người vẫn thường đánh giá tôi là kiểu đàn ông sống phóng khoáng và một tay chơi đích thực qua vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, chỉ có bạn bè mới biết được rằng tôi là con người nhàm chán. Tôi chỉ có hai nhóm bạn và chúng tôi thường tụ tập gặp gỡ trong những dịp lễ. Hiện tại, bên cạnh đóng phim, Huỳnh Tông Trạch còn bận rộn với công việc kinh doanh riêng. Anh thừa nhận, việc làm chủ đã đem lại nhiều bài học cho mình, nhất là trong năm đại dịch 2020. Trong quá khứ, tôi chỉ làm việc vì chính mình, bây giờ thì khác, tôi có công ty riêng, nhà hàng riêng và quản lý đội ngũ nhân viên riêng. Trong mùa dịch Covid-19, tôi đã cam kết với họ rằng sẽ không tạm ngừng kinh doanh, không cắt lương hay sa thải bất cứ ai. Tôi cảm thấy đây là trách nhiệm vô cùng lớn. Tài tử đình đám một thời TVB chia sẻ.